Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục review giới thiệu đến anh em một cái con game server Việt nha anh em. Con game đã được chìa khóa hoàn toàn nha. Thì một con đa nền tảng nha anh em. Android, iOS đều chơi được hết ha. Thì đây là một cái server revive nha anh em. Thì con này là cái con cũ Châu 2 nha, con này là phiên bản mới nhất năm 2024 nha anh em. Thì theo thông tin thì con này sẽ chính thức open server cho mấy anh em chơi nha, để chính thức open server mới cho mấy anh em chơi. Rồi đây là cái con cũ Châu phiên bản mới nhất nha anh em, thì sẽ chính thức open server 1 ha, Linh Kiếm vào lúc 13 giờ 30 ngày 23 tháng 3 năm 2024 nha anh em. Thì anh em có thể chơi cái con này tại cái đường link là tiên hiệp truyện chấm online ha. Thì một con game đa nền tảng thì anh em được chơi được hết. Thì con này là sẽ free cho mấy anh em là cái bộ cu đi tân thủ, là gồm ba cái cu đi ở đây nha anh em. Thì anh em sẽ nhập nó trong cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Mình sẽ copy cái code này để nhập luôn nha anh em. Thì đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em á, thì mấy anh em sẽ đăng nhập vào đây nha anh em. Thì ở đây anh em có thể nhập trực tiếp chơi game ha. Còn không thì ở đây thì anh em sẽ chọn gift code nha anh em. Thì cái đây là cái tài khoản là bãi Steam ha, server S1 nha anh em. Thì ở đây mình sẽ chọn nhân vật nè, nhập code vào nè. Đấy, nhận code ha. Rồi nhận thành công nha anh em, thì còn hai cái thì mình sẽ nhập luôn nha anh em. Đây là Tiên Ngọc nè. Đấy, thì để mình xem thử cái cu nó có cái gì nha anh em. À, mình chưa chọn nhân vật nha anh em. Mỗi lần anh em nhập là anh em nhớ chọn nhân vật nha. Rồi thì đây là kinh nghiệm nè, kinh nghiệm đen nè. Đấy, chọn nhân vật nè. Rồi ba cái cu nha anh em. Thì anh em có thể thường xuyên ghé thăm group Zalo, fanpage để anh em có thể chơi những sự kiện ha, in game và nhận thêm những cái code hỗ trợ nha anh em. Đồng thời là anh em có thể chơi cái sự kiện đua top nè. Ở đây nó có cái sự kiện đua top là anh em sẽ nhận được cái su web nha. Thì cái su web này là anh em biết ha, là mua những cái gói nền nền của game nha anh em. Thì đây là open server mới nên là siêu khuyến mãi cho mấy anh em ha. Thì khuyến mãi gấp 5 lần nha anh em là 100k thì anh em được 500 casu nha, cộng thêm cái phần là tích nạp game luôn. Đấy. Và đây là số Zalo ha. Thì tất cả các thông tin mình sẽ để trong phần mô tả của cái video này nha anh em. Thì anh em nhớ nha, server 1 nha sẽ chính thức open ngày hôm nay luôn, ngày 23 tháng 3 năm 2024 nha anh em. Thì anh em có thể vào mà chiến ngay luôn nha anh em. Rồi thì sau khi mấy anh em nhập cái code xong á, thì mấy anh em sẽ vào game ha. Anh em vào phần thư nè để mình nhận những cái phần thưởng code tân thủ của mình nha anh em. Thì ở đây mình xem có những gì nha anh em. Đấy. Đây nè, được 1.000 xu hả. Ở đây được 10 dạng kim bảo nha anh em. Rồi. Đó là những phần quà tân thủ của mấy anh em ha. Thì để mình mua thử cái một cái gói ở đây là phần phúc lợi nha anh em. Thì anh em có thể đăng nhập liên tục để nhận những phúc lợi ở đây nha anh em. Đây cái thẻ đó anh em nhận được cái thẻ là 500k gì đây để mình nhận nha anh em. Đấy, thì anh em lên được cái kim ngọc nè. Đây. Con này là gì? Thẻ đổi tên. Đấy, anh em được kim bảo nữa ha. Rồi thì đây là phần nạp đầu nha anh em, thì anh em chơi thì anh em nhận được những phần thưởng ở đây nha anh em. Đây, rất là ngon luôn. Thì toàn bộ đây là những cái phần quà tân thủ của mấy anh em nha. Thì anh em có thể kiếm thêm những cái cu đi thì anh em tham gia fanpage group Zalo ha, để anh em kiếm thêm những cái cu đi để anh em chơi game nha anh em. Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha, số 1 nha anh em, số 1 sẽ chính thức open ngày hôm nay luôn nha, ngày 23 tháng 3 năm 2024 nha anh em. Anh em nhớ giờ chờ cho nóng luôn nha. Thì đây là một con game revive siêu cày cuốc cho nên anh em có thể chiến con này nha anh em, một con game đa nền tảng ha, để server chạy rất là mượt luôn. Thì anh em Android iOS đều chơi được hết nha anh em, thì anh em có thể chiến con này ha.
Rồi tất cả các link cũng như thông tin mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em vào mà lấy với mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Whenever you need my love, need my love.